Harry Won tuyển diễn viên đóng cùng, vừa nhìn xuống cachet ai cũng choáng. Khét tiếng tiết kiệm nên Harry Won tính toán rất kỹ mỗi khi chi tiền. Như thế này, liệu có ai muốn đóng phim với cô nàng không? Mới đây, trên trang cá nhân và fanpage của mình, Harry Won đã đăng thông tin tuyển một số diễn viên cho dự án nghệ thuật sắp bấm máy của cô. Thông tin yêu cầu khá rõ ràng là nam nữ trong độ tuổi từ 18 đến 28, có ngoại hình và diễn xuất tốt, tham gia diễn trong khoảng thời gian nửa tháng. Điều khiến mọi người tò mò hơn cả chính là thù lao của diễn viên mà người đẹp Hàn Quốc đưa ra. Hẳn ai cũng biết, Harry Won là người biết tiết kiệm và cân đối chi tiêu. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng, mỗi lần ra ngoài, thường chỉ mang theo 200.000 để dùng vào những việc thiết yếu, mua sắm gì cũng cân đo khá kỹ lưỡng. Chính vì thế mà mỗi lần cô nàng đã bị quản lý cũng như Trấn Thành để lộ chuyện không mang theo tiền, phải xài của người khác. Sau khi cưới, Harry Won là tay hòm của chìa khóa. Mỗi ngày cho chồng 2 triệu để chi tiêu, xem ra chuyện tiết kiệm lúc nào cũng được Harry Won ý thức rõ ràng và thực hiện quy củ. Ấy vậy mà lần này, nữ ca sĩ đã chi ra 5 triệu đồng để trao giải cho diễn viên trúng tuyển để diễn cùng cô. Ngoài ra còn có các giải thưởng khác nữa mà Harry Won chưa công bố. Ngoài quý mến Harry Won thì với số tiền 5 triệu quay trong nửa tháng thì hẳn rất nhiều người sẽ đăng ký tham gia ngay lập tức. Harry Won đăng tải thông tin và đã có nhiều người hưởng ứng. Thời gian gần đây cô rất bận bịu chạy show, bên cạnh đó cô vẫn dành thời gian nghỉ ngơi và du lịch. Trước Harry Won, Sơn Tùng cũng từng tuyển diễn viên quần chúng. Thời gian quay từ sáng đến chiều thì một người sẽ được Sơn Tùng trả là 200.000. Cũng tương tự, không mời những gương mặt nổi tiếng mà Bích Phương cũng tuyển diễn viên là các gương mặt mới. Thù lao mà cô đưa ra là 300.000, quay từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Chuyện tình giống nhau kỳ lạ của hai mỹ nhân tuyệt sắc showbiz cùng xuất thân nghèo khó Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đặng Thu Thảo, như hai cô bé lọ lem cuối cùng đều có tình yêu đẹp như mơ với chồng đại gia trẻ trung và tài giỏi. Hai mỹ nhân nói không với scandal, gia đình 5 người của ngọc nữ màn ảnh Việt Tăng Thanh Hà từng phải bán nhà để trả nợ, lúc đó cô mới 10 tuổi. Nữ diễn viên theo gia đình mưu sinh ở khắp nơi, sống tạm bợ trong những căn nhà trọ. Không có nhà để ở, cả gia đình Tăng Thanh Hà phải thuê trọ hoặc nay đây mai đó để mưu sinh. Tăng Thanh Hà kể, ngày ấy khát khao duy nhất của cô chỉ là được ở trong ngôi nhà rất đổi bình thường thay vì cuộc sống di động nay đây mai đó. Tuổi thơ khó khăn trong ký ức của Tăng Thanh Hà còn là những ngày phụ giúp cha mẹ kiếm tiền nuôi sống gia đình. Ngày đó, cha mẹ cô có xe bán nước mía lưu động, nên ngoài thời gian học là cô lại ra đỡ mẹ bán. Đến giờ cô vẫn nhớ như in hình ảnh về ngày ấy. Cô bé 11 tuổi gầy gò và đen thui, đạp chiếc xe cà tàng của chị họ đi giao cơm cho mẹ giữa trời nắng chang chang. Người được mệnh danh là hoa hậu của các hoa hậu Đặng Thu Thảo, có lẽ là hoa hậu Việt Nam có cuộc sống bấp bênh và vất vả nhất. Thu Thảo sinh ra và lớn lên ở miệt vườn Nam Bộ. Thu Thảo đang học năm cuối trung học phổ thông, gia đình cô gặp phải biến cố lớn. Công việc làm ăn của cha cô gặp khó khăn, ông lại mắc bệnh tiểu đường, nên gia đình Thu Thảo phải bán đi căn nhà đang ở để có tiền trị bệnh cho người cha. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên Thảo ý thức được tự lực từ rất sớm. Dù được cưng nhất nhà là vì con gái duy nhất, nhưng Đặng Thu Thảo luôn cố gắng học, tự lo cuộc sống để bớt gánh nặng cho cha mẹ. Để có thể thực hiện ước mơ đại học của mình, Thu Thảo đã phải tự bươn trải từ năm 18 tuổi. Từ bưng bê trong quán cà phê, làm nghề trang điểm, Thu Thảo đều nỗ lực mưu sinh để vượt qua giai đoạn khó khăn. Từng gặp scandal, song điều đáng nói ở đây chính là cả hai người đẹp này chưa bao giờ có chủ đích tạo dựng bê bối để nổi tiếng như nhiều mỹ nhân khác. Hà Tăng từng nói, là người của công chúng phải đón nhận dư luận như một người bạn, phải như thế mới vượt qua được chúng. Tôi không muốn làm mồi cho dư luận, tôi rất ghét việc hôm nay có một bài chỉ trích, hôm sau lại xuất hiện bài mình thanh minh, như vậy là không tôn trọng khán giả. Khán giả thông minh lắm, khi họ đọc bài không hay về mình, họ sẽ biết đâu là đúng, đâu là sai. Nếu như yêu thích Tăng Thanh Hà, bạn sẽ biết rõ cô là người rất coi trọng giá trị gia đình. Gia đình ở đâu thì tôi ở đấy. Ngọc nữ làng điện ảnh Việt từng phát biểu rất dễ thương. Theo phân tích tâm lý, với mẫu người phụ nữ này, họ không bao giờ làm những việc làm tổn hại đến gia đình và người thân. Chính vì thế cũng dễ hiểu khi hoạt động trong showbiz một thời gian đủ lâu, nhưng Tăng Thanh Hà chưa bao giờ tạo ra scandal để đánh bóng tên tuổi. Còn Hoa hậu Đặng Thu Thảo, ngay khi vừa đăng quang ngôi vị, cô trở thành chủ đề bàn tán về học vấn và xuất thân. Tuy nhiên,
Cách Thu Thảo chọn đối diện với ồn ào là sự kiệm lời và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Cô tập trung hoàn toàn vào các hoạt động từ thiện cũng như hoạt động xã hội như tặng quà, thăm hỏi các hoàn cảnh khó khăn ở nhiều tỉnh thành như Cần Thơ, Bến Tre, Bạc Liêu, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa. Hoa hậu 2012 luôn hết mình với công tác xã hội từ Nam ra Bắc. Đến đâu cô đều cũng rất nhiệt tình, hòa đồng, rất chân thật và giản dị. Với nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa, Đặng Thu Thảo đã chứng minh cho dư luận cũng như người hâm mộ thấy mình xứng đáng với hình ảnh của một hoa hậu, được ưu ái gọi là hoa hậu của những hoa hậu. Thu Thảo cũng rất hạn chế tham gia quá sâu vào làng giải trí. Cô chỉ nhận lời tham dự một vài sự kiện có chọn lọc, chứ không tích cực chạy show như những hoa hậu khác. Chuyện tình đẹp như cổ tích của hai mỹ nhân tuyệt sắc. Không chỉ tương đồng về hoàn cảnh xuất thân và lối sống sạch, nói không với thị phi, hai mỹ nhân này còn có câu chuyện tình yêu giống nhau đến kỳ lạ. Chuyện hẹn hò của Tăng Thanh Hà với chồng đại gia bắt đầu từ tháng 10 2009, khi xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội với một chàng trai lạ. Sau 3 năm hẹn hò, chàng trai đó đã trở thành chồng của Ngọc Nữ. Lưu Y Nguyễn, chồng của Tăng Thanh Hà, chính là con trai của doanh nhân Jothan Hạnh Nguyễn, là chủ tịch của tập đoàn, có rất nhiều công ty con, trong đó có một công ty chuyên phân phối hàng hiệu tại Việt Nam. Và trong suốt 3 năm hẹn hò, Hà Tăng không ít lần bị báo chí bắt gặp cùng Lưu Y Nguyễn trong các sự kiện. Hình ảnh xuất hiện trên báo của cặp đôi này khá nhiều, nhưng chỉ là những lần đi cùng nhau, thậm chí cả hai còn cố tình né ống kính của phóng viên. Ngay cả khi được hỏi về người đàn ông luôn song hành với mình, cô Trúc của Bỗng Nhân Muốn Khóc chỉ tiết lộ ngắn gọn, anh ấy rất lãng mạn và tôi hạnh phúc về điều đó. Dù luôn xuất hiện tình cảm bên nhau, tuy nhiên cặp đôi không ít lần vướng nghi án rạn nứt tình cảm. Đáp trả lại tin đồn, cô luôn chọn cách im lặng và ứng phó dư luận bằng cách riêng của mình. Hiện tại sau 3 năm kết hôn, Tăng Thanh Hà đã là mẹ của hai đứa con xinh xắn. Cô cũng đã rút khỏi các hoạt động showbiz và dành nhiều thời gian cho gia đình và các hoạt động kinh doanh nhà hàng của bản thân. Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng đã thú nhận là có hơn 1.000 ngày yêu với chồng sắp cưới. Giữa năm 2015, cô công khai tình cảm với Nguyễn Trung Tính, CEO một công ty bất động sản, trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Sánh đôi bên hoa hậu của các hoa hậu là một chàng trai vô cùng điển trai, tài giỏi và thành đạt. Dù mới 28 tuổi, nhưng Trung Tính đã nắm trong tay nhiều cơ sở kinh doanh lớn nhỏ. Không những thế, bạn trai Thu Thảo còn có mặt trong top 30 người trẻ nổi bật dưới 30 tuổi do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn. Nếu phải chứng minh cho câu trai tài gái sắc, Thu Thảo Trung Tính thật sự là một cặp đôi đáp ứng mọi tiêu chí. Khoảng thời gian đầu mới công khai tình cảm, bên cạnh những ý kiến ủng hộ, không ít người cho rằng Thu Thảo Trung Tính cũng sẽ có kết cục sớm nở tối tàn như bao chuyện tình khác trong showbiz mà thôi. Thế nhưng, các cuộc tình chẳng được đặt nhiều kỳ vọng ấy lại tồn tại tới gần 3 năm trời. Cả hai âm thầm vun ván cho hạnh phúc nhỏ bằng tình yêu đặt trọn nơi đối phương. Trong số những hình ảnh hiếm hoi đăng tải trên mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi ghen tị trước ánh mắt đầy ngọt ngào mà Trung Tính dành cho người yêu, hay hành động chăm sóc tưởng chừng nhỏ nhặt mà đậm tình yêu thương của Thu Thảo. Từ khi yêu nhau, Thu Thảo hầu như chưa bao giờ nhắc đến tên người yêu mỗi khi được phỏng vấn. Người đẹp chỉ chia sẻ ngắn gọn, cô đang có một cuộc tình đẹp và được gia đình bạn trai yêu thương. Cũng giống như đàn chị Tăng Thanh Hà, Đặng Thu Thảo sẽ lên xe hoa vào tháng 10 tới đây ở tuổi 27, khi vẫn đang ở đỉnh cao nhan sắc lẫn sự nghiệp. Hoa hậu Thu Thảo chia sẻ, cô vẫn đi làm sau khi kết hôn để có sự độc lập nhất định, chứ không muốn phụ thuộc vào kinh tế nhà chồng. Tuy nhiên, một thành viên trong ekip của cô nói, sau khi kết hôn, Thu Thảo sẽ chọn lọc. Với các lời mời làm việc hơn nữa, cô ấy muốn dành thời gian nhiều hơn để vun vén cho mái ấm mới, cũng như chuẩn bị cho công việc kinh doanh riêng. Có thể nói chuyện tình đẹp như mơ của Tăng Thanh Hà và Lô Uy Nguyễn, và hiện giờ là hoa hậu Đặng Thu Thảo và Trung Tính, sẽ được nhiều người nhắc lại như một minh chứng đẹp cho tình yêu thời hiện đại. Bất ngờ trước ứng xử của Ngọc Lan, Hà Hồ và loạt sao Việt khi vi phạm luật giao thông. Mỗi sao Việt có một cách hành xử khác nhau khi vi phạm luật giao thông, choáng nhất là Tuấn Hưng. Sáng ngày 5 tháng 9, diễn viên Ngọc Lan đã vi phạm luật giao thông, chạy quá tốc độ 96/80 km/h, tốc độ cho phép là 80 km/h, và bị công an giao thông cho dừng xe để kiểm tra. Nữ diễn viên được người nhà chăm sóc rất chu đáo như che ô và mang nước. Cách đây không lâu, Đông Nhi cũng đã dừng đỗ sai nơi quy định. Do thời gian ngắn và có đầy đủ chứng tờ nên cô chỉ bị nhắc nhở. Dù thế, nữ ca sĩ vẫn nhận lỗi và hứa sẽ chú ý hơn khi tham gia giao thông.
Tháng 10 năm 2016, sau khi tham dự một sự kiện ra mắt phim, Miyu trở về nhà và bị bắt gặp không đội nón mạo hiểm khi ngồi sau xe máy. Sau đó người đẹp đã nhận sai, xin lỗi và hứa không để sự việc xảy ra nữa. Cách đây khá lâu, Dương Triệu Vũ bị bắt gặp không đội mũ bảo hiểm, ngồi sau xe máy di chuyển trên đường phố Hà Nội. Sau đó nam ca sĩ cũng đã lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ đi đóng phạt. Tháng 1, 2012, Hồ Ngọc Hà và Quốc Cường tình cảm đi xe máy đêm nhưng lại quên đội mũ bảo hiểm. Sau đó Quốc Cường đã tự nguyện đi nộp phạt lỗi vi phạm giao thông. Chibu cũng từng bị ném đá khi đăng ảnh không đội mũ bảo hiểm mà cùng bạn vi vu trên phố. Ngay sau đó cô nàng đã lên tiếng xin lỗi, hứa không tái phạm và xóa ảnh ngay lập tức. Nam ca sĩ Danh Bi nhiều lần vi phạm luật giao thông và có thái độ bất hợp tác với công an, không xuất trình giấy tờ liên quan và lớn tiếng cãi vã. Hành động của anh từng bị ghi hình và đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người bất bình. Một lần vì đậu xe sai quy định nên Tuấn Hân đã bị tổ trật tự phường tiến hành xử lý vi phạm. Dù đã trình bày lý do nhưng không được chấp nhận, Tuấn Hân đồng ý lập biên bản xử phạt. Tuy nhiên sau đó vì có đôi co qua lại nên Tuấn Hân cho biết đã đánh cán bộ trật tự phường vì xúc phạm mẹ mình. Nam ca sĩ tường thuật lại sự việc trên Facebook.